Kiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chúng ta đang đến với chương trình tường thuật cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022. Nó sông liền một giải niềm tin chiến thắng HTV Tô Đông Á. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, chặng đua ngày hôm nay, chặng thứ 5 xuất phát từ thành phố Hải Phòng đến Hà Nội, đường dài là 101 km, và chắc chắn rằng với cung đường khá bằng phẳng cũng như là cự ly không quá dài thì các tay đua của chúng ta sẽ thi đấu vô cùng nỗ lực để có thể tách top bước ra. Bên cạnh đó là sẽ chứng kiến những cuộc tranh chấp ở những km cuối cùng ngay vạch đích để xem là bản tổng sắp thành tích cá nhân có thay đổi hay không, chiếc áo vàng ngày hôm nay sẽ có đổi chủ hay không, và tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Các vận động viên hôm nay chắc có lẽ Tài nghĩ có rất là nhiều cuộc tấn công và bứt phá, nhưng mà Tài nghĩ là sẽ vẫn về chùm đông để các vận động viên có nước rút tốt, có thể giành hạng cao ở trận hôm nay. Đội An Giang có những tay rút tốt và đội An Giang hôm nay sẽ cố gắng để đoàn đua về chùm đông và mở ra cơ hội xé áo vàng rất là lớn trận hôm nay. Lúc này thì bà Phạm Thị Tô Trang, phó đốc sở văn hóa thể thao Hải Phòng đã phất cờ cho các vận động viên xuất phát thi đấu chặng đua thứ 5 từ thành phố Hải Phòng về thành phố Hà Nội, đường dài 101 km. Sau hiệu lệnh xuất phát của lãnh đạo địa phương thì trọng tài cũng sẽ dẫn các vận động viên đi một đoạn đường với tốc độ giới hạn trước khi phất cờ cho họ xuất phát thi đấu chính thức. Và trọng tài đã phất cờ cho các vận động viên xuất phát thi đấu chính thức chặng đua thứ 5 từ thành phố Hải Phòng về thành phố Hà Nội, đường dài sắp xỉ 101 km. Và chúng ta cũng thấy ngay sau hiệu lệnh xuất phát của trọng tài thì một cuộc tấn công đã ngay lập tức nổ ra với 4 tay đua lập tức tăng tốc để cố gắng thoát khỏi đoàn đông. Và từ quay flycam thì quý vị khán giả có thể nhận thấy những cuộc tấn công này đang diễn ra với các đua của rất nhiều đội đua cùng hợp sức với nhau. Các đua của đội Canada Đồng Nai, của GSB Đồng Nai, rồi các đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long, của Nhữ Bình Minh Bình Dương, cả các đua của đội quân khu 7 và quân đội nữa. Lại một cuộc tấn công mới nổ ra, một tay đua đang cố gắng để thoát đi một mình. Đó chính là chiếc áo vàng Igor Frolov. Một chiếc áo đỏ đang đuổi theo. Có vẻ đó là tay đua của đội Canada Đồng Nai. Thêm một tay đua của tập đoàn Lập Trạng Giang cũng đã đuổi theo Igor Frolov. Đây là Eden Abad Bingushagan, tay đua của đội Canada Đồng Nai, người đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp cá nhân với khoảng cách là 11 giây so với Igor Frolov.
Bây giờ thì Miguel Sagan đang tăng tốc để cố gắng thoát đi một mình. Quý vị khán giả đang được thấy ở phía bên góc trái màn hình, đó là điểm dành 4 vận động viên ở trong top 1. Với xin nhắc lại là Igor Frolov của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, Eden Abbas Miguel Sagan của đội Canada Đồng Nai, Ali Kademi của đội Gạo Hàng Trợ Giang và Phan Thanh Tấn Tài tay đua của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long. Ở trong một top 4 vận động viên, đặc biệt với ba tay đua rất mạnh như là Miguel Sagan, như là Igor Frolov và Ali Kademi, thì nếu như họ luân phiên nhau làm mấy kéo thì cũng có khả năng để duy trì được khoảng cách ở một đoạn tương đối xa so với đoàn đông. Ở trên màn chúng ta lúc này là bảng tổng sắp kết quả vàng sau 4 trận thi đấu, và khoảng cách mà các đối thủ phía sau đang bám sát Igor Frolov là cực kỳ xích sao. Ví dụ như đương kim áo vàng Luis Desirac chỉ có khoảng cách là 8% giây, hay như Huỳnh Thanh Tùng tay đua của quân khu 7 ngày hôm qua khi giành được vị trí hạng nhì cũng đã tích lũy được 6 giây thưởng và chỉ còn cách áo vàng Igor Frolov 72% giây. Những tay đua có nước rút tốt như Quang Văn Cường hay Roman Maikin của tập đoàn Lộc Trẻ An Giang cũng sẵn sàng có thể giành chiếc áo vàng của Igor Frolov ngày nay nếu như họ có được giờ thưởng từ những sprint hay tại đích đến như chúng tôi đã phân tích trước đó. Rõ ràng là cục diện của chặng đua ngày hôm nay sẽ mở ra rất nhiều những diễn biến khó lường và chiếc áo vàng hoàn toàn có khả năng đổi chủ trong chặng đua này. Ngày hôm qua thì Nguyễn Tấn Hoài, tay đua đang mặc chiếc áo xanh xuất hiện trên màn ảnh chúng ta, đã cho chúng ta thấy được một khả năng tung nước rút và tận dụng thời cơ cực tốt của mình. Ở chặng đua vòng quanh đảo Cát Bà, tận dụng việc tay đua Roman Maikin, người có biệt danh là Thần Gió, cùng với Lê Nguyệt Minh đã ra xe hơi sớm, thì Nguyễn Tấn Hoài đã tích lũy thế lực và sau đó cùng với Huỳnh Thanh Tùng tạo ra một cuộc nước rút ngoạn mục ở đích đến. Và với thành tích về nhất chặng đua ngày hôm qua thì Nguyễn Tấn Hoài cũng đã giành được chiếc áo xanh từ Roman Maikin và hiện anh đang vượt lên dẫn đầu ở bảng tổng sắp này. Như khoảng cách giữa Nguyễn Tấn Hoài với những đối thủ phía sau như Trần Tuấn Kiệt, Roman Maikin hay Lê Nguyệt Minh cũng không phải là quá lớn. Và điều đó hứa hẹn cho chúng ta cũng một chặng đua cũng hoàn toàn có thể tạo ra cái sự khác biệt và chiếc áo xanh cũng vẫn có thể đổi chủ ở chặng đua này. Chúng ta đã thấy đây là trên bảng kết quả áo trắng sau 4 chặng, tay đua Nguyễn Văn Bình của đội New Group Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu và người đang đứng phía sau là Đặng Văn Bảo Anh của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Ở trong top 10 của bảng xếp hạng áo trắng thời điểm này có tay đua Lê Hải Đăng của Dược Domesco Đồng Tháp đang đứng ở vị trí thứ 8. Đây chính là tay đua đã giành được chiếc áo trắng ở cuộc đua năm 2021. Lê Hải Đăng là một tay đua có khả năng đi đèo tốt. Chính vì vậy mà tay đua thuộc ekip của Dược Domesco Đồng Tháp sẽ chờ đợi cơ hội từ những chặng đèo để có thể thu ngắn khoảng cách và có thể tạo ra cách biệt đối với các đối thủ. Bây giờ thì trên màn ảnh chúng ta đang là tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long, tay đua 116 Đặng Văn Bảo Anh, cũng là một tay đua đang ở trong cuộc cạnh tranh chiếc áo trắng. Tiếp tục là chúng ta đang thấy áo trắng Nguyễn Văn Bình cũng đã vừa tổ chức tấn công. Đúng là như vậy, chúng ta đang thấy thì ngày hôm nay Vinama Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là New Group Thành phố Hồ Chí Minh, họ không phải là những đầu tàu kéo ở các chặng trước đây, mà ngày hôm nay thì họ đã thay phiên nhau tấn công đánh mở. Khoảng cách giữa Đặng Văn Bảo Anh với Nguyễn Văn Bình ở trên bảng xếp hạng áo trắng chỉ là 4 giây 63. Chính vì vậy mà nếu như Đặng Văn Bảo Anh có thể tích lũy được giờ thưởng ở các giải thưởng dọc đường thì anh hoàn toàn có thể giành được chiếc áo trắng từ Nguyễn Văn Bình. Tiếp tục là cuộc pha tấn công từ phía quân đội. Một chặng đua cực kỳ hấp dẫn khi mà chúng ta vẫn chưa đến giải thưởng dọc đường thứ nhất của chặng đua ngày hôm nay thì đã liên tiếp có những cuộc tấn công. Quân đội pháo đi và ngay lập tức là tay đua thuộc ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long, rồi Kenda Đồng Nai, An Giang, Dubagan Đồng Tháp và ekip Thành phố Hồ Chí Minh New Group cũng bám theo. Còn 6 km nữa sẽ tới Spring 1.
Nếu như nhóm các vận động viên ở trên không phải là những người nằm trong các thứ hàng đầu trong các cuộc cạnh tranh áo vàng và áo xanh, thì nhiều khả năng các ekip mạnh sẽ cùng ghim tốc độ đoàn đông lại để cho nhóm vận động viên này có thể cạnh tranh với nhau ở Spring 1. Những tay đua thuộc ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long vẫn luôn thi đấu cực kỳ cống hiến trong suốt những cuộc đua những năm gần đây và cả những chặng đua đầu tiên của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn đang là một nỗ lực rất đồng lòng của hai tay đua thuộc ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long và quân khu 7 vào thời điểm này, khi mà họ chỉ còn cách Spring 1 khoảng 5km mà thôi nữa mà thôi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại mức điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên của chặng đua ngày hôm nay, cách xuất phát 41km. Đây là cầu Phú Lương thuộc địa phận của tỉnh Hải Dương. Và theo cập nhật của trọng tài thì mức sprint có sự thay đổi một tí xíu, là dời trước mức sprint dự kiến khoảng tầm 30m. Bởi vì mức sprint cũ mà trọng tài đã tính toán trước đây thì có một vài điểm móc mô thì sẽ không thuận lợi cho các tay đua khi mà họ tung nước rút ở giải thưởng dọc đường này. Do đó đây là mức giải thưởng dọc đường mà trọng tài vừa mới vẽ lại. Các tay đua đã nhấn bàn đạp để tăng tốc. Chúng ta hãy chờ xem, một chiếc áo vàng xanh, một chiếc áo vông. Vì vậy là tay đua mang số đeo 114 của 620 Châu Thới Vĩnh Long đã là người cán mức giải thưởng dọc đường đầu tiên. 114 đó chính là Thái Ngọc Hải của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Kết quả sprint 1, 114, 55, 85 và 61, báo cáo hết. Trên màn ảnh quý vị và các bạn lúc này, đó là kết quả của Spring 1 trong chặng đua ngày hôm nay tại cầu Phú Lương thuộc tỉnh Hải Dương. Tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long là Thái Ngọc Hải là người đã giành được chiến thắng. Và ở vị trí tiếp theo là Lâm Gia Hào của Đô Ba Găng Đồng Tháp, Phạm Lê Xuân Lập của quân khu 7. Và đứng ở vị trí thứ tư là tay đua Ba San Khu của tập đoàn thể GSP Đồng Nai. Trước mắt các vận động viên ở chặng đua ngày hôm nay sẽ còn một sprint thứ hai tại địa phận tỉnh Hưng Yên, cách điểm xuất phát khoảng 70km. Chúng ta đang thấy thì đây là nhóm dẫn đầu, đó là từ phía của đội Thanh Hóa, hạt gạo Ngọc Trời An Giang. Và có sự tham gia của Kenda Đồng Nai và New Group Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là chung tốc xào cũng đã vừa bắt kịp và chuẩn bị tổ chức tấn công. Vẫn là với viên số đeo 91 Nguyễn Huỳnh Lân. Đang vừa có cuộc pha nổ súng tấn công liên tục. Theo nhận định tôi thì khi một chùm đông sẽ về đến đích cái chặng này là tại vì hiện giờ các đội đang cân với nhau rất là kỹ và tính toán nhau rất là kỹ. Còn riêng đội vượt đô tô Đồng Tháp thì cũng đang tính toán riêng cho mình. Tôi nghĩ là cũng phải về đích thì những vận động viên có nước rút tốt như là Trần Tấn Kiệt, Lê Nguyệt Minh hay là Nguyễn Tấn Hoài hay là Mai Kinh, đây là những vận viên sẽ thể hiện ở tại đích đến. Còn bây giờ là những vận viên đi lẻ lẻ chỗ này thì tôi nghĩ là chỉ có ăn được những cái rim thôi. Giống như là cái rim một vừa rồi là chỉ có vận động viên của các đội là đội 2 hoặc đội thượng thượng dưới, mà đặc biệt là đội Châu Thới Vĩnh Long thì đội này rất là lợi thế nhất ở tất cả các giải rim. Lúc này thì các vận động viên đang thi đấu qua địa phận của tỉnh Hưng Yên. Và có thể nói Hưng Yên là một vùng đất có truyền thống văn hiến từ rất lâu đời. Và các thế hệ tiền nhân đã để lại trên đất Hưng Yên hàng ngàn di tích có giá trị và những công trình kiến trúc rất đặc sắc. Và nếu như đến với Hưng Yên thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể bỏ qua những di tích nổi tiếng như đền Giả Trạch hay là quần thể di tích Phố Hiến, minh chứng cho một thời kỳ thịnh vượng của Phố Hiến Hưng Yên. Và từ những góc quay flycam này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được sự phát triển của tỉnh Hưng Yên với rất nhiều những khu công nghiệp mới. Chúng ta đang thấy đây là trên mạng nhỏ là vận viên số đeo 86 Diệp Thái Hoàng của quân khu 7.
Diệp Thái Hoàng đang bứt phá đi một mình ở phía trên. Và ở top sau thì đang dần như bất kịp. Trước mắt là các viên sẽ chuẩn bị đến ngay tại mức sprint thứ hai ở trận thi đấu ngày hôm nay. Mục tiêu của Diệp Thái Hoàng có lẽ cũng rất rõ ràng, đó là cạnh tranh một trong những thứ hàng đầu tại sprint thứ hai. Trước đó sprint 1 thì chúng ta cũng đã thấy người đồng đội của anh là tay đua số 85 Phạm Lê Xuân Lộc cũng đã cố gắng thoát đi. Cuối cùng thì Phạm Lê Xuân Lộc cũng có được vị trí thứ 3 ở sprint 1. Bây giờ thì đoàn đua sẽ chỉ còn cách sprint thứ hai khoảng 10 km nữa mà thôi. Vâng, thưa quý vị, Tuấn Lâm vào lúc này đang có mặt ở sprint thứ hai của chặn đua ngày hôm nay thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Cách xuất phát 70 km và chỉ còn khoảng 30 km nữa mà thôi thì sẽ các đoàn đua sẽ về đến đích ở thành phố Hà Nội. Và thưa quý vị, với những diễn biến vừa qua trong gần 70 km của đường đua thì chúng ta cũng đã phần nào nhìn ra được những mục tiêu của các đội lưu mạnh, đặc biệt là tập thể Thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng đã tổ chức tấn công ngay từ rất sớm và chúng ta cũng có thể hiểu được là một trong những mục tiêu của họ ở chặng đua ngày hôm nay từ thành phố Hải Phòng về đến thủ đô Hà Nội, đó là muốn phá sức các đối thủ từ sớm và sau đó sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội giữ đoàn đông lại thành một chùm đông và thực hiện mục tiêu đó là phá giải thưởng. Chúng ta đang thấy thì có tới 7 vận động viên đã vừa thoát ra đi và đang có một khoảng cách chưa hẳn là xa. Trước mắt là các vận động viên này sẽ còn hơn 1 km nữa thôi là sẽ đến ngay tại mức sprint. Một màu áo đã vừa tách ra. Và chúng ta đang thấy thì 6 vận động viên ở phía sau cũng đã chụp vào để bắt kịp. Những màn đỏ sức về cả về sức mạnh lẫn với ý đồ chiến thuật đang được diễn ra liên tục trên đường đua ngày hôm nay. Những pha nước rút cuối cùng của các tay đua ở sprint thứ hai. Cùng chờ xem một tay đua của Dược Lomasco Đồng Tháp. Tay đua mang áo số 42 đó là Phan Hoàng Thái, là người đã cán điểm sprint thứ hai đầu tiên ở trận đua ngày hôm nay. Quả là một tình tiết vô cùng hấp dẫn ở sprint thứ hai khi mà tay đua Quang Văn Cường của tập đoàn Lộc Trẻ An Giang đã giành được vị trí thứ hai. Với việc về đích ở vị trí thứ hai ở sprint này thì anh đã có được cho mình 2 giây thưởng và chính thức vượt qua Igor Frolov ở trên bảng tổng sắp áo vàng ở thời điểm hiện tại. Một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn lại kết quả ở sprint thứ hai thì Phan Hoàng Thái là tay đua đã có nước rút tốt nhất để giành được chiến thắng, tích lũy thêm cho mình 5 điểm áo xanh và 3 giây thưởng trong cuộc chiến áo vàng. Ngoài ra thì quan trọng nhất đó chính là Quang Văn Cường, người đã có được 2 giây thưởng cực kỳ quý giá để chính thức vượt qua Igor Frolov. Và đứng thứ ba là Nguyễn Hoàng Sang, một tuyển thủ quốc gia đang thi đấu trong hoa áo của GSB Đồng Nai. Bây giờ thì trước mắt chúng ta 30 km còn lại khi về đích tại thủ đô Hà Nội sẽ còn kịch tính, còn hấp dẫn và còn đáng chờ đợi hơn nữa. Sau khi qua mức sprint thì chúng ta đang thấy đến thời điểm này là cuộc chiến đang tạm thời lắng dịu và hãy chờ xem cuộc chiến tiếp theo. Đúng là như vậy, từ phía của Nhật Bình Bình Dương và cũng như là 60 Châu Thới Vĩnh Long, đa phần là các vận động viên trẻ cũng như là đội hình 2. Như vậy là đoàn đua của chúng ta sẽ kết đích là 25 km nữa. Và liên tiếp là những pha đòn tấn công liên tục. Và đây là các nghi kiếp của New Group Thành phố Hồ Chí Minh, hạt gạo Chợ Giang và cũng như là quân khu 7. Cảnh đa Đồng Nai đang tổ chức tấn công tiếp theo. Trong nhóm đầu này chúng ta đang thấy có sự xuất hiện tham gia của vận động viên số đeo 13 Nguyễn Trúc Sinh của New Group Thành phố Hồ Chí Minh. Liên tiếp là các vận động viên ở sau có áo vàng. Như vậy là theo thông tin chúng tôi nhận được thì lúc này đoàn đua chỉ còn cách đích đến tại thủ đô Hà Nội 20 km nữa mà thôi. Có nghĩa là chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ được chào đón các tay đua về tới đích tại thủ đô Hà Nội. Ở phía trên đầu của đoàn đua thì chúng ta vẫn đang được chứng kiến những cuộc tấn công của các đội đua thuộc ekip quân đội. Ở trong ngày hôm qua thì tay đua Huỳnh Thanh Tùng của đội quân khu 7 đã có một ngày thi đấu rất xuất sắc và về đích ở vị trí thứ 2. Còn trong chặng đua ngày hôm nay thì các đội đua thuộc hai ekip quân đội và quân khu 7 cũng mang đến những tình huống tấn công rất quyết liệt và mạnh mẽ
bên cạnh những cuộc tấn công của những tay đua đến từ các ekip như là 6-20 cho tới Vĩnh Long, như là Nhựa Bình Minh Bình Dương. Lúc này Đặng Văn Bảo Anh đã nhận tiếp tế xong. Lúc này thì các vận viên đang di chuyển vào vực nhà thi đấu Gia Lâm, nơi sẽ diễn ra môn vật ở trong chương trình thi đấu của SEA Games 31 năm 2022 này. Và bây giờ thì các tay đua sẽ chỉ còn cách đích đến tại khu vực công viên khu đô thị Việt Hưng ở thủ đô Hà Nội khoảng 10 km nữa mà thôi. Đây là thời điểm mà các tay đua sẽ chuẩn bị hết được nhận tiếp tế và chuẩn bị bước vào những cuộc cạnh tranh nước rút cuối cùng của chặng đua ngày hôm nay. Nếu như một tấp đông này về như thế này thì chắc chắn là việc chủ động từ phía của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, họ sẽ lên làm những đầu tàu máy kéo và đưa những các tay đua chủ lực của mình về rút, như là Goban Makin hay là Nguyễn Tấn Hoài hay là Hoàng Quang Cường. Như vậy là chúng ta đã thấy động thái từ phía ekip của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Có vẻ như họ đã lên làm chủ thế trận và muốn đưa một tấp đông này về. Còn đây là một vận động viên của quân đội cũng đã vừa thoát ra đi một mình ở phía trên. Ở phía sau thì chúng ta đang thấy hai ekip của hạt gạo Lộc Trời An Giang và tập đoàn Lộc Trời An Giang. Đúng là như vậy, họ đang làm chủ thế trận và đang bọc xích cả tấp đông này đưa về đúc. Nhiều đất thành phố Hồ Chí Minh, đó là vận động viên số đeo 12, đó là Trần Thanh Nhanh. Một động thái rất rõ ràng trong việc phá sức của hai ekip An Giang và Đồng Tháp để buộc họ phải làm việc cực lực hơn nữa, bào mòn thể lực hơn nữa và tạo điều kiện cho Lê Nguyệt Minh có thể cạnh tranh song phẳng với Roman Maikin và Nguyễn Tấn Hoài cùng với Trần Tuấn Kiệt ngày hôm nay. Một chiến thuật mà Trần Thanh Nhanh đã vừa thoát ra đi nhằm phá tan bức tường thành mà tập đoàn Lộc Trời An Giang họ đã xây ra, phá sức các vận động viên này. Và sau khi đợi vào cua những mét cuối cùng thì sẽ không còn ai để phục vụ cho Nguyễn Tấn Hoài hay là Goman Mankin. Đây là một chiến thuật rất dễ hiểu từ phía huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt đã đưa ra. Vẫn là tay đua, Trần Thanh Nhanh đang lao đao đi một mình. Còn cách đích 3 km nữa mà thôi. Và với vận tốc này thì các tay đua sẽ về tới đích chỉ trong chớp mắt nữa mà thôi. Có thể nói đến thời điểm này thì hàng ngàn khán giả chúng ta đang xem trực tiếp và cũng như rất hồi hộp chờ đợi những mét cuối cùng. Ngày hôm nay ai xin người sẽ chiếc áo vàng chính thức. Như vậy là tập đoàn Lộc Trời An Giang đã chính thức bắt tay đua Trần Thanh Nhanh rồi. Còn hơn 2 km nữa mà thôi là sẽ về đích. 1 km cuối cùng chúng ta đang chờ xem. Như vậy là một màu áo xanh của GB Đồng Nai cũng đã vượt lên cùng với Kendra Đồng Nai. Có lẽ đó là Basanku và Eden Abad. Và chính vì thế là tập đoàn Lộc Trời An Giang họ đã chụp vào. GB Đồng Nai đang tạo ra tốc độ rất cao. Bây giờ thì các tay đua bắt đầu bước vào thi đấu 1 km cuối cùng trên phố Vạn Hạnh. Đây sẽ là thời điểm hấp dẫn nhất ở chặng đua ngày hôm nay. Cờ Cairo đã phất lên. Chúng ta đã thấy tốc độ rất cao. Những tay đua của Dương Domesco Đồng Tháp, tập đoàn Lộc Trời An Giang và cả ông vàng Igor Frolov, Trịnh Đức Tâm, Hoàng Văn Cường, Nguyễn Tấn Hoài đều có mặt ở trong nhóm này. Louis Denizak cũng đã vừa tạo ra tô. Như vậy là có một cuộc pha té ngã rồi. Rất đáng tiếc. Áo xanh áo vàng đã té ngã phía sau. Và đây là thời điểm mà chúng ta đang thấy cuộc cạnh tranh Hoàng Văn Cường. Có vẻ như Hoàng Văn Cường đang nằm ở phía trên. Eden Abad cũng ở mặt trong nhóm này. Roman Maikin đã tăng tốc. Roman Maikin, như vậy là Roman Maikin của tập đoàn Lộc Trời An Giang là người đã vượt qua vạch đích đầu tiên. Như vậy là chúng ta đang thấy, nhìn lại, có sự tham gia của tay đua Lê Việt Minh. Tuy nhiên Lê Việt Minh vẫn đang nằm ở phía sau. Một cử chỉ rất đẹp từ đồng đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Hoàng Quang Cường đã bắt tay Roman Mankin. Một chặng đua có thể nói là rất thành công của tập thể tập đoàn Lộc Trời An Giang.
Hoàng Văn Cường và Roman Maikin đã tăng tốc và vượt qua được Eden Abbas của Kenta Đồng Nai. Vâng, xin chúc mừng cho tay đua Roman Maikin đã xuất sắc giành chiến thắng chặng trong chặng đua ngày hôm nay. Và ngày hôm nay với một chặng đua cung đường có vẻ như là khá bằng phẳng, vậy nên là đã thấy được những cuộc tấn công đầy kịch tính và hấp dẫn giữa các tay đua có thể tách tốt và bước về. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng được thấy là có những sự xáo trộn trên bảng tổng sắp thành tích cá nhân của các tay đua. Và chắc chắn rằng với những chặng tiếp theo của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Quý vị hãy cùng chờ đón. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến với chặng đua truyền thống vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm thủ đô Hà Nội với cự ly là 42,5 km. Còn bây giờ thì Như Bình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn Tour Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Vòng đua truyền thống không thể thiếu trong hành trình xuyên Việt Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng Hồ Hoàn Kiếm giữa lòng thủ đô Hà Nội dài 42,5 km. Đây tiếp tục là lợi thế cho các tay đua nước rút những ngày qua. Hay sẽ xuất hiện một ông vua mới, vua tốc độ? Sẽ vô cùng vinh dự khi tay đua nào trình diễn được pha nước rút mạnh mẽ nhất tại thủ đô ngàn năm văn vật. Mời quý khán giả đón xem truyền hình trực tiếp chặng 6 lúc 8 giờ ngày 10 tháng 4 trên kênh HTV7 và HTV Thể thao.